Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái dế app Mophie và cái cách kiếm tiền là thế nào. Trước thì mình đã giới thiệu các bạn cài đặt cái app Mophie này rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào trong sâu hơn, đó là làm nhiệm vụ. Đây các bạn click vào nhiệm vụ rồi. Thì trong nhiệm vụ này, nhiệm vụ mới của các bạn sẽ có những nhiệm vụ như sau: triệu tập 1.000 anh em xếp MV của Trung Quân Idol. Chúng ta ấn vào thực hiện này. Khi vào thực hiện thì chúng ta đọc các cái bước theo làm theo các bước nha. Triệu tập 1.000 anh em xếp MV Trung Quân Idol. Thì chúng ta bước 1 là like MV bài hát này này. Thứ hai là xếp bài hát trên tường Facebook của bạn ở chế độ mọi người pick này. Tăng 5 người bạn và kèm theo caption như sau: là sau bao ngày hóng MV ra rồi, hay quá đi anh Quân ơi, ba 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 ba, có điều gì sao không nói cùng anh Trung Quân Idol chia. Đây cách chia sẻ. Copy link và copy giấy, copy link vào đây. Các bạn làm các bước theo như mình nha. Bắt đầu làm ạ. Ấn MV bài hát. Chúng ta tắt nhạc thì không phải gì bản quyền. Chúng ta ghi vào đây. Vào thích. Xong rồi chúng ta ấn vào chia sẻ. Chúng ta vào Facebook. Đây, khi vào Facebook thì chúng ta sẽ có cái vào lại cái chỗ Mophie để chúng ta xem cái họ bảo ta chúng ta cái gì. Nhà tăng 5 người bạn và kèm theo caption như này. Đấy, nhà tăng thêm 5 người bạn của bạn vào. Thì chúng ta làm theo họ thôi. Thì tăng thêm 5 người bạn chúng ta ấn xóa cái này đi. Tên là cọc. Đợi tí. Hay đợi tí nó ra thì chúng ta lại tiếp tục. Trung phạm, chính phạm. Này, nói ra cọc thì chúng ta lại xóa đi, xóa từ. Lại A cọc tiếp. Xóa đi. Chúng ta ra cộng tiếp. Chúng ta làm từ từ thôi. Thì nó sẽ dễ. Cún phạm. Được 4 người rồi, 5 người. Thì chúng ta xóa tiếp đi. Ta ghi A cộng. Ta ghi cái gì? Cái. Đấy, 5 người thì chúng ta lại trở lại kia, copy cái đoạn này vào, chúng ta dí tay vào. Đấy, chúng ta lại này từ đoạn này chép vào, chúng ta lại trở ra Facebook, chúng ta chuyển xuống dưới, chúng ta chép vào, hãy dán vào. Đấy, thế là được, ok đúng không? Đăng này này, đăng này. Đấy, chúng ta vào Facebook. Chúng ta vẫn phải vào Facebook nha. Này, chúng ta vào Facebook này. Được 2.000 kiếm khá lâu rồi. Đúng không? Đấy.
không sao đúng không? Thì chúng ta vào Facebook đi, vào cái trang cá nhân của mình ấy nhá, vào cái vào đây đấy, bởi ấy xong chúng ta thích cho phát QR dấu trên này, kéo dưới sao chép đường liên kết rồi trở ra, kích vào mô phi, kích vào đường link này, paste vào, dán vào, gửi. Thế là chúng ta đã kiếm được tiền. Ở trong này họ giới thiệu cho mình cái app để mình làm bài này nhá.